xưa đến nay, tra cứu thông tin quy hoạch bất động sản là vấn đề quan trọng, nhưng người mua bán nhà đất thường gặp nhiều khó khăn vì check nhiều địa chỉ khác nhau, chi phí cao từ 500 đến 700 nghìn đồng một lượt, tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí, đi lại nhiều lần, không check được thông tin quy hoạch vào buổi tối, cuối tuần, thủ tục check rườm rà với nhiều giấy tờ, chờ đợi kết quả quá lâu, kết quả không như ý. Vậy đâu là giải pháp cho người mua bán nhà đất tra cứu quy hoạch nhanh chóng, tiện lợi, chính xác, an tâm giao dịch? MayMap, nền tảng check quy hoạch bất động sản trực tuyến uy tín hàng đầu Việt Nam. Với MayMap, người mua bán nhà đất có thể check quy hoạch chi tiết đến từng thửa đất, từ thông tin quy hoạch, diện tích, khoảng cách tới các khu tiện ích khác một cách nhanh chóng, chính xác, tiện lợi chỉ với điện thoại hay máy tính có kết nối Internet. Ưu đãi cực khủng, nhận ngay 5 lượt check quy hoạch miễn phí, sử dụng trong 30 ngày. Còn chần chừ gì nữa mà không tạo tài khoản và trải nghiệm ngay tại maymap.com. MayMap, quy hoạch rõ ràng, sẵn sàng giao dịch.